Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ vẽ một bức tranh về hoa calico. Chắc có nhiều bạn cũng biết đến loài hoa này đúng không hen? Mình thì rất là mê mẩn bởi cái vẻ cuốn hút của bông hoa này các bạn ạ. Với bức tranh này, mình sử dụng hai chất liệu màu vẽ là acrylic và sơn dầu nhé. Acrylic mình dùng để tạo hiệu ứng nền tranh, tạo độ loang màu ngẫu nhiên với nhau. Còn sơn dầu thì mình dùng ở những nơi mà bức tranh cần độ êm, độ hòa quyện mềm mại. Và mình dùng sơn dầu cho những phần cần độ phủ màu cao nữa, như vài nơi ở cánh hoa. Mời cả nhà xem quá trình mình thực hiện bức tranh này như thế nào nhé. Thank you.
Calico là loại cây thân cỏ nên được vóc dáng uyển chuyển, cây thẳng lên từ gốc, đến gần cuống hoa cây bắt đầu cong nhẹ. Như thể một đứa trẻ lớn lên tự nhiên giữa cuộc đời, đến tuổi trưởng thành bắt đầu biết bối rối và tự hỏi sự sống đến từ đâu, tự thân ta hay nhờ thiên nhiên ban sức. Cây đẹp hoàn hảo ta có thể ngắm nghía một cách thỏa lòng, còn con tim có thể không rung lên vì sự hoàn hảo mà lại rung lên vì vài điểm khuyết nhẹ, ta gọi đó là nát duyên. Con người đôi khi một má lúng đồng tiền hay một nhấn hạt gạo nhẹ trên khóe miệng lại đi vào tim nhanh như tia sét. Cây hoa Calico cũng vậy, thân thanh thản cong nhẹ ngay đầu cuống, cánh hoa đỏ rực nhưng lại mỏng manh như cần sự che chở. Ngắm Calico mà lòng người lại dâng lên niềm thương vô hạn. Calico và hoa anh túc là cùng họ với nhau, hình dáng thì khá giống nhau nhưng màu hoa Calico không tiết ra chất gây nghiện như hoa anh túc, nên các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai loại hoa này nhé. Chúc các bạn có những giây phút xem tranh thư giãn và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ Art Huyền nhé.